Ok, và như vậy là mình đã nhận được đây, các bạn đừng có lo, khi mà các bạn đầy kho thì vẫn nhận bình thường, nếu mà các bạn mua được bỏ tiền ra mua thì nó vẫn cộng dồn cho các bạn nha. Ok. Vâng, giây phút McQueen ở nhà chính tha hơn 13. Let's go. Ta-da! Bây giờ muốn nâng thì phải lên nhà chính tha hơn 14 mới nâng được Queen các bạn ơi. Vâng, mình đã mắc được một em rồi. Đừng có liều mình với tôi nha. Queen 75 nó lại ở cái tầm bất tử luôn. Ok. Bất tử đấy. Giao bánh cái cho biết mùi đời nè. Vâng, Queen 75 anh em thấy bá đạo chưa? Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Mấy ngày hôm trước thì mình đã ra video về xây lại ngôi làng Tha Hôn Rút 13 bỏ quên này của mình ở phần 52 và nhận được rất nhiều yêu cầu bạn mong muốn xây thêm, làm thêm về video về ngôi làng này, xây cho nó đã. Tiện thể thì mình đã có vé vàng, úi rồi ôi, vé vàng cũng như là những cái gói ưu đãi ở đây, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nâng cái ngôi làng này cho nó nhanh, cho nó phấn khởi các bạn nha. Anh em mà có những nhu cầu mua vé vàng hoặc là gói ưu đãi ở đây, đặc biệt là những gói này, gói này thì ngày mai 3 giờ chiều là hết nha. Anh em nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết, đến khi cần không thấy đâu đâu nha. Ok, thì có lẽ mình sẽ múc gói thợ xây cho nó phấn khởi nha. Ok, múc luôn này, làm video cho chất chơi. Ok nha, mình đã có hai cái thuốc thợ xây rồi. Vào đi bạn ơi, ngon luôn. Cái này nó như rồi 23 giờ chơi, chơi bời vào. Rồi chạy cho nó chất chơi vào. Thì sau khi đã nâng như thế này xong thì bây giờ mình sẽ phải làm cái nhiệm vụ gì đó để mà khi nó chạy xong cái này thì có thêm thời gian để mà vụt, cũng như là chốc nữa chuẩn bị hội chiến xong thì có khi mình sẽ mua cái thuốc tướng, cái búa thần chú tướng ấy, để đập em Queen này lên cho nó đã. Hiện nay thì rồi 165 càng quá nhờ. Thôi thế từ từ sử dụng cái khác cũng được, nhưng mà bây giờ là cứ phải đi kiếm nhà, kiếm tài nguyên để nâng cái ngôi làng này cho chất chơi đã các bạn ơi. Úi giời ơi, trận này chúng ta bị thọt queen ạ. Bị thọt queen thì chúng ta sẽ chơi theo cách thọt queen vậy. Ok, king ở đây đi. Ok, một em nữa ở đây, còn toàn bộ lực lượng sẽ ở đây. Cái này thì chỉ chơi thả đá thôi. Gồng quả kinh lên luôn cho chất lượng. 3, 2, 1. Lên đồ chưa? Lên đồ luôn cho bầy rồng xử lý em kia. Em Queen tớ sẽ thả một quả độc. Cũng không biết em thì sẽ đi về đâu đâu. Kệ đã, cứ chơi cái này đã. Thả một quả cuồng nộ quanh khu vực nhà chính, chốc nó ăn cho nó tít này. Queen né được độc kìa. Bụp, bị Queen lại rồi. Nhà chính dư nào đây? Ô anh em, ôi nhà chính không lòi mồm lên là chưa đủ 50 à? Ơ kìa ơi bạn ơi, đã bốc Queen rồi. Né độc đi, né độc đi nào. Ui giời, nhà này 800.000, ăn xong cả bonus nữa là cũng ngập mồm đấy. Đập cả cuồng nộ cho em này, bắn cho phấn khởi nào. Ui mình còn tận hai băng cơ mà. Rồi quá đã, nhà này lìa chặt rồi anh em ơi. Vâng, mở hàng trận quá thơm luôn. Bịt lại. Từ từ. Úi giời ơi. Về sản xuất lính nhanh ơi, lại còn đi farm nữa. Đã quá. Anh em nào mà chưa biết cái combo Dragon Rider nhà chính than 13 thì nhanh tay mà chơi đi nha. Nó cũng y hệt như chơi nhà chính than 14 nữa, chỉ có là nó chưa mắc thôi mà. Nó cũng không quá khó lắm đâu. Vâng, đánh tấu hài như tớ mà còn chơi được. Anh em cứ thoải mái mà chơi nha. Bonus nữa là hơn 1 triệu rồi. Quá phê. Cộng star bonus nữa kìa. Xin quân phát nào. Ok luôn nha. Các bạn có nhu cầu múc những cái gói ở trong này thì nhanh tay liên hệ Akari Gaming. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn ơi. Ui dồi, Tha Hôn 14 luôn ạ. À, đang nâng hai cái thổi gió. Ok bye bye. Chiến này, chiến này. Bụp em Royal này phát xem sao nào. King sẽ vào chỗ bên này. Ai chả, vâng, có đồ chơi nguy hiểm đấy. Có đồ chơi nguy hiểm đấy.
Ôi trời trời trời, quên rồi. Anh em biết tôi quên gì không? Đây là King 44 chứ deck phải là Queen 80. Mã chém tường mãi deck lọt vô được. Ảo thật đấy. Ôi dồi ôi. Vâng, cứ tưởng là thanh niên King 80 như kia của tôi làm tôi thả khí thế luôn. Ấy rồi, làm bầy rồng cũng xông pha trận mạc ở trong trận này rồi. Càng vãi trưởng luôn. Đáng ra là King có nhiệm vụ ăn cái E mà bây giờ nó đục mãi còn chưa thủng cả lớp tường ạ. À, toàn tôi rồi. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, đập cái nộ nữa đi bạn ơi. Nhà chính nhỉ. Ừ, Inferno một tia kia. Nhà chính kia. Vâng, từ từ. Còn có đúng có một cái băng thôi. Chấp nhận bình tõm phát. Chấp nhận bình tõm chờ phát. Úi dồi ôi than. Cái Inferno một tia đốt đau quá. Bình tĩnh nào các bạn. Má. Rồi ôi giao bánh. Đúng rồi. Ăn được Inferno một tia rồi. Ôi bịt lại cái E này. Anh rồi, ôi gồng đâu không gồng, phải bốc phải bom rồi. Vâng, lia luôn cho nó mặt máy. Nhức nách chưa? Anh em thấy khét không? Khét không? Đánh thọt queen đấy nhá. Rồi, bonus vẫn nữa là ngon. Mà cứ toàn phải lia thôi ạ. Ây dài ơi, bạn ơi, xin lính phát nào. Chơi đồ lên nào. Ok, tạm thời thì như thế này đúng không? À, đã vừa mới kết thúc hội chiến rồi. Để xem trong này có huy chương gì đây. Wow. Tướng này. Nâng cái này lên. Mua hết. Tớ đầu tư thuốc thợ xây cho nó tít luôn. Quá đã anh em ơi. Để xem nhà nó có cái gì bán được. Bán hết. Vâng, xẻng xiếc thì bán hết. Lấy để nhận gem mà. Thế này có gì không? Đồng một số cái nữa chưa có. Ok, tiếp tục chuẩn bị đồ đi bem trận nữa. Và anh em đặc biệt là có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay gì thì cứ liên hệ fanpage của mình nha. Những cái gói ưu đãi ở trong cửa hàng này nó sắp hết rồi này. 3 giờ chiều ngày mai là nó hết đấy. Anh em múc thì cứ liên hệ mình ngay nha. Úi giời ơi, ca này càng phết nhè. Ca này càng phết đấy bạn ơi. Nhưng mà nhà bạn này 800.000. Giàu lắm. Giàu thế thì xúc thôi. King Baby. Ok. Năm em nhiễu. King. King thấy Queen ra. King chạy mất dép luôn. Gồng lên. Bật skill cho quản giáo trong turn này. Phát xem sao nào. Lên đồ đi các bạn ơi. Úi, cái gì vậy má. Xoáy à. Vâng, sao tầm này xoáy hiểm thế nhở. Bình tõm nào. Yes. Tạm thời được rồi. Đập tiếp quả nổ nữa đây cho chất. Royal sẽ gồng luôn. Cái thổi gió không cần đâu. Cái chỗ này mới nguy hiểm. Đập. Úi dồi ôi. Defend còn nhiều phết. Tà đá ơi, chạy bên này bốc nó nhanh dùng tới cái bạn ơi. Đúng rồi, bốc nó, rồi, yes. Uy tín không anh em? Vài đạn luôn, đừng đùa với combo thọt queen này, đánh hơi hay luôn đấy. Ok chưa? Ôi giời ơi, vụt này, vụt với chúng tôi à. Đừng có mà đùa bạn nhá. Ôi giời ơi, uy tín luôn anh em ạ. Vâng, nếu các bạn thấy thích video này của mình thì để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình nha. Và các bạn cần gì cứ nhắn tin cho mình qua fanpage Akari Gaming. Múc hỗ trợ múc gói ưu đãi vé vàng, gói gem các kiểu nha. Thanh toán thẻ tại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha. Ôi xài, cứ phải 100% như thế này thì nó mới đã nè. Ôi xài, quá phê anh em nha. Cứ vậy thôi là ngon rồi. Ok, xin lính phát nào. Bây giờ thì lấy cái gì nữa mà chiến đây? Ôi giời ơi. Nên đầu tư phát nữa đi cho nó khét. Ok, đập luôn để mắc queen anh em ơi.
ưu đãi mà. Ok, và như vậy là mình đã nhận được đây. Các bạn đừng có lo, khi mà các bạn đầy kho thì vẫn nhận bình thường. Nếu mà các bạn mua được, bỏ tiền ra mua thì nó vẫn cộng dồn cho các bạn nha. Ok. Vâng, giây phút McQueen ở nhà chính ta hơn 13. Let's go. Ta-da. Vâng, bây giờ muốn nâng thì phải lên nhà chính ta hơn 14 mới nâng được Queen các bạn ơi. Vâng, mình đã mắc được một em rồi. Quá phê luôn, quá phê luôn. Bây giờ vẫn cất dành cái búa đấy để mắc thằng King 75 cho nó vấn khởi nha. Anh em cần gì cứ liên hệ mình nha. 3 giờ chiều ngày mai là hết gói này rồi đấy các bạn ạ. Hiện tại thì vẫn đang cho thợ xây nó chạy vấn khởi tít thò lò luôn. Mình xem. Ui, nhiều tiền thế này thì 14 giờ nữa là có rồi. Thì trước mắt là đập cái thanh niên này lên phát. Đây, sách công trình thì mình dùng để mình nâng cái khác, chưa nâng mấy cái này phí lắm. Ui dồi ôi, thử test trận Queen 75 phát xem uy tín không nào. Vâng, 1 triệu ạ. Ok. Ok baby. Chiến thôi baby ơi. Queen ra đây, con ra đây. Ra đây, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi Queen ơi. Ok, em Queen 75 xuất chiêu đây này. Ủa, định mất rồng à? Rồng lửa à? Anh bạn à, bình tĩnh anh bạn ơi. Anh bạn à, có cả balloon ạ. Khét nhờ. Ý trời, còn rồng điện lưu tiêu này. Vâng, bị hai em baby nó đốt. Ô, Queen 75 đùa với các bạn à. Ây giời ơi, vâng. Mải bắt em rồng bên này, gái em Queen thịt luộc được một đống đồ chơi ạ. Càng thế nhờ. Thôi không sao, Royal vào việc đi em. Vâng, trên này có nhiều đồ phết nhờ. Nhưng mà tớ cũng có đồ chứ bạn. Vâng, tớ cũng có đồ chứ có phải không đâu. Ui giời ơi bạn ơi, đừng có liều mình với tôi nha. Queen 75 nó lại ở cái tầm bất tử luôn. Ok. Bất tử đấy. Giao bánh cái cho biết mùi đời nè. Vâng, Queen 75 anh em thấy bá đạo chưa. Ôi giời ơi, đừng tiếc gì một lượt like, share, chia sẻ kênh Akari Gaming anh em nha. Anh em cần gói gì cứ liên hệ mình. Múc cho con Queen nó mắc cấp độ đi, đánh cho nó tít thò lò luôn này. Uầy, hơn 1 triệu mỗi loại đùa. Phàm như thế nó mới càng đét này đẹp anh em nha. Ôi giời ơi, đập tiếp cái thuốc này nữa này. Và quá nhiều đồ chơi, quá nhiều phần thưởng và vé vàng này. Nó giảm tận 20% để thời gian và chi phí cho xây dựng. Những cái này anh em nào mua vé vàng mới có nha. Nên là đầu tư mua đi để cho mắc ngôi làng của các bạn chạy cho nó tít. Vậy còn có 13 giờ đây nữa thế này. Đập tuét tôi lầy nhòe luôn. Quá đã anh em ơi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn về video với cả livestream tối nay. Bay cúp ở trên anh em siêu xin lớp nha.